Cộng Hòa Anh đã phá bóng lên rất mạnh để giải quyết tình huống. Bây giờ là Xuân Son đối đầu với Dũng Quang Nhỏ. Xuân Son đã bị trượt chân và Dũng Quang Nhỏ cũng đã có thể hóa giải được tình huống. Những pha bóng trước khi Hoàng Anh Gia Lai đứng trước những tình huống cố định, họ luôn tạo ra những sự đe dọa. Bóng đã được hướng tới vị trí của Giai Thô. Với những gì đã thể hiện ở hai mùa giải gần nhất thì chúng ta có thể thấy được Giai Thô là một trong những trung vệ toàn năng bậc nhất ở tại V-League lúc này. Một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt, tạo ra những tình huống chuyền bóng để phát động tấn công, cũng như có thể xuất hiện và trở thành một cầu thủ đón nhận những mục tiêu của quả bóng. Quả đá phạt góc thứ 3 kể từ đầu trận của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương. Xuân Son là người đánh đầu phá bóng cho đội khách. Vẫn đang là những sự tranh chấp. Lý Công Hoàng Anh đã phá bóng lên rất mạnh để giải quyết tình huống. Bây giờ là Xuân Son đối đầu với Dũng Quang Nhỏ. Xuân Son đã bị trượt chân và Dũng Quang Nhỏ cũng đã có thể hóa giải được tình huống. Đáng tiếc, đó là một pha bóng mà chúng ta cảm nhận rằng phần sân đó là phần sân của Nam Định phải đối diện với những áp lực. Không có lỗi của Dũng Quang Nhỏ. Một tình huống mà Nguyễn Xuân Son đã tự trượt chân. Xuân Son đã bị trượt chân bởi quá mải mê nhìn vào trái bóng. Một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang bị đau. Có vẻ như đó là Châu Ngọc Quang. Ngay lập tức thì chúng ta thấy được những hình ảnh sốt sắng của huấn luyện viên Quang Trãi. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Những dấu ấn để lại cho tới lúc này đều là những tình huống cố định. Sau 24 phút thi đấu thì mỗi đội đã có 2 pha dứt điểm. Chưa đội nào dứt điểm đưa bóng đi trúng khung thành. Nhưng cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về cú đánh đầu của Machiel. Cú đánh đầu dội ra ngang khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh. Không ngạc nhiên khi Thép Xanh Nam Định cũng là đội bóng đã có một tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn. 58% so với 42% mà Hoàng Anh Gia Lai có ở những phút đã qua. Và tất cả những con số thống kê này đều được cung cấp bởi Fstat của FPT Play. Henrio lại bấm bóng vào trong. Khá tốt. Một pha phối hợp theo bài của các cầu thủ áo trắng. Lý Công Hoàng Anh. Cú đá đã bị truy cản bởi Phạm Lý Đức.